chào cô Tống Trần, xác nhận nhân dạng Hoàng Đức. Chúc quý khách có trải nghiệm hài lòng nhất. Dạ, xin mời quý khách đi hướng này. Ồ, từ từ thôi em ơi. Anh đi nhanh lên coi. Nhanh lên, xóa ký ức cho tôi. Nhanh lên. Quý khách cứ ngồi xuống đi ạ. Tôi có nghĩa vụ phải tư vấn cho quý khách biết trước quy trình làm việc và những hiệu ứng phụ phát sinh. Tôi đọc hết rồi. Tôi còn nằm trong ban tư vấn và khảo sát quy trình lúc công ty cô mới thành lập nữa kìa. Xóa ký ức cho tôi nhanh đi. Xóa hết các đoạn ký ức lúc tôi còn ở trong game Bad Luck. Ngay vậy luôn. Nhưng thưa quý khách à, đó là một phần thủ tục. Bà mẹ nó, không có thủ tục gì hết á. Cô có biết tôi đã chờ bao lâu để có thể xóa cái ký ức chết tiệt đó ở trong đầu tôi hay không hả? Tôi còn không phải là fan của các game củ chuối đó. Chẳng qua là đu trend nghe người ta khen hay, cho nên tạo nick chơi thử một lần thôi. Có về đâu. Chơi thử một lần, sao đuôi sẽ quên mắc kẹt hết hai nào. Cô có biết là tôi đã phải trải qua những gì ở trong đó hay không? Mà bây giờ cô còn bắt tôi phải làm thủ tục nữa. Bình tĩnh em ơi, có chuyện tăng huyết áp. Cô có biết hay không? Em xuống, xóa trí nhớ, xóa hết cho tôi. Xóa hết trí nhớ cho tôi. Nếu không hả, tôi kêu mấy thằng để tới đây cào nát cái công ty này cho bà coi. Thả em xuống, em chưa có chửi xong. Em không phải mafia thật đâu em ơi, bình tĩnh lại nào. Xóa hết cho tôi đây. Em ở ngoài này chờ một tí nhé. Anh vào làm thủ tục cho em. Không có chờ gì hết anh ơi, anh phải buông em ra. Em chưa chửi xong, mệt quá. Rồi, xong ngay. Ngửi cái này thử là xong liền nè. Ủa mày gì vậy? Thuốc mê. Xin lỗi cô, vợ tôi vừa phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Mấy thủ tục này người nhà ký cũng được chứ? Quy trình và những lưu ý sức khỏe thì người nhà có thể thay mặt thông qua. Nhưng cam kết tự nguyện điều chỉnh ký ức thì phải chính người sử dụng dịch vụ ký kết mới được ạ. Vậy tôi thông qua những điều cần lưu ý, rồi khi vợ tôi dậy, cô cho vợ tôi vào xóa ký ức luôn nhé. Để thêm vài tuần nữa, có khi vợ tôi bỏ việc đi làm mafia thật như hồi còn trong game ấy chứ. Dạ thưa quý khách, đây là công nghệ chúng tôi sẽ dùng để điều chỉnh ký ức của quý khách. Đây là máy OnSleeve đã được chứng nhận của Cục Thiết bị Y tế Thế giới và được Tổ chức Công nghệ Thế giới vừa cấp phép hoạt động ạ. OnSleeve sẽ quét các đoạn ký ức theo timeline của quý khách và ẩn nó khỏi trí não của quý khách, chứ không hoàn toàn xóa nó đi. Chúng tôi có thể xóa, nhưng việc xóa hoàn toàn một phần ký ức sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ký ức và tinh thần của con người. Cho nên công ty chúng tôi không cung cấp dịch vụ này. Quy trình điều chỉnh ký ức sẽ kéo dài tùy thuộc vào số lượng và đoạn ký ức mà quý khách muốn thay đổi. Nhưng hầu hết là xong trong ngày. Trường hợp chỉ xóa và không tác động gì thêm thì chỉ mất khoảng 15-20 phút thôi. Bởi vì chị Tống Trần đã trả trước cho dịch vụ này một năm trước, cho nên mình không cần phải thanh toán gì nữa. Chỉ cần thực hiện điều chỉnh ký ức thôi. Sau khi điều chỉnh ký ức mà không có tác dụng phụ gì về mặt sinh lý, theo quy định của công ty, chúng tôi sẽ không nói cho quý khách biết họ vừa xóa ký ức nào. Nếu quý khách muốn khôi phục ký ức cũng có thể đến chỗ của chúng tôi. Ngoài ra muốn chèn ký ức thì cũng được luôn, nhưng cần phải có giấy phép của chính phủ quốc tế thì mới được. OnSleeve hoàn toàn không gây đau đớn khi sử dụng, nhưng có thể để lại một vết sẹo nhỏ ở thái dương. Chúng tôi sẽ tặng kèm một tuyếp thuốc bôi trị sẹo. Chỉ cần bôi liên tục 2-3 ngày, sẹo sẽ mờ dần và biến mất. Khi nào chị nhà tỉnh dậy thì chỉ cần quay một đoạn clip ngắn cam kết tự nguyện điều chỉnh ký ức nữa là có thể bắt đầu được rồi. Thuốc mê anh cho chị ấy hít có tác dụng bao lâu? 24 tiếng. Ngày mai bọn tôi sẽ quay lại. Kính chào quý khách. Tống Trần không ngờ lại là phụ nữ. Đúng là số khổ. Dính chừng đó lời nguyền bị ám ảnh là phải rồi. Chị Mimi, em đẩy cuộc hẹn tiếp theo lên nha. Được. Xin chào cô Lily Fine. Mimi hả? Cô là... bà là... Không ngờ lại gặp cô ở đây. Dạo này cô vẫn khỏe chứ? Tôi khỏe. Để tôi chuẩn bị ghế nằm cho cô thoải mái hơn nha. Không cần đâu, làm nhanh mà phải không? Ký ức hôm nay tôi muốn xóa là về con Vi. Thời điểm chơi game Bad Luck, tôi với chồng đang lục đục. Anh ấy muốn có con, còn tôi thì không. Cuối cùng để tập làm quen với đời sống phụ huynh, tôi quyết định vào game Bad Luck chơi. Lúc đó game có chế độ đồng đội và gia đình. Tôi đã gửi lời mời một account khác làm con mình để thử cảm giác làm mẹ. Đó là một account vừa mới tạo. Chẳng qua tôi thấy avatar con gái rất xinh nên đã gửi lời mời. Sau đó thì game đã xảy ra sự cố. Trong lúc mất ký ức, tôi đã thực sự xem Vi là con gái của mình. Vì tôi reset quá nhiều lần nên đã phải bàn giao nhiệm vụ lại cho một tôi đến từ thế giới khác. Tôi phải mất 2 năm mới làm quen được với sự thật rằng đã từng có rất nhiều tôi khác nhau và ký ức của bọn họ đều trộn lẫn trong đầu của tôi. Dù mơ hồ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được. Bây giờ dù tôi đã hiểu được việc làm mẹ là như thế nào, nhưng mỗi lần nghĩ đến con Vi, tôi lại cảm thấy lòng tự tin của mình hao mòn dần. Vì tôi đã để con bé trải qua quá nhiều đau khổ. Để có thể tự tin sinh đứa bé này ra, tôi phải xóa đoạn ký ức về Vi. Có thể chọn được đoạn ký ức mà mình muốn xóa đi phải không? Chỉ là ẩn đi thôi. Nhưng đúng á, cô có thể chọn. Vậy hãy giữ lại những đoạn ký ức tươi sáng nhất của tôi về Vi và xóa đi tất cả những đoạn còn lại. Cô Lily Fine ạ, thật ra công ty của chúng tôi còn có một dịch vụ khác. Loving Memory có những chuyên gia tư vấn tốt nhất, giúp cho khách hàng vượt qua những bóng ma tâm lý mà không cần phải can thiệp trí nhớ. Nếu cô cần chúng tôi có thể... Không, tôi không cần. Tôi đã giết người. Dù đó không phải là sự thật nhưng tôi không thể quên được bản chất của tôi, những việc xấu tôi đã làm. Tôi không vượt qua được. Cứ xóa trí nhớ tôi đi. Xin xác nhận lại một lần nữa những đoạn ký ức mà cô muốn ẩn đi. Được rồi, làm đi. Cô sẽ thiếp đi trong vòng 15 phút. Khi tỉnh dậy, tôi sẽ hướng dẫn cô các bước tiếp theo. Tôi bắt đầu đây ạ. Cô Lily Fine à, cô cảm thấy như thế nào rồi? Xong rồi hả? Không cảm thấy gì hết. Tôi tưởng mình vừa chớp mắt thôi chứ. Đây là vết sẹo nhỏ mà cô đã nói có đúng không? Dạ đúng vậy. Chỉ cần bôi thuốc đều đặn trong 3 ngày thì sẹo sẽ biến mất. Tạm biệt quý khách. Tạm biệt. À mà... Dạ. Hình như cô với tôi biết nhau từ trước có đúng không? Nhưng tôi không nhớ chúng ta đã gặp nhau ở đâu. Chuyện đó không quan trọng đâu. Cô Baby đã đến cuộc họp báo cáo định kỳ với giám đốc. Phải rồi. Không cần vào phòng họp đâu. Ủa? Sẵn tôi đến đây rồi thì báo cáo luôn đi. Doanh số quý này tăng 150% so với quý trước sau khi chúng ta mở rộng thêm dịch vụ cho thuê ký ức trải nghiệm. Khách hàng từ Game Bad Luck chiếm 30% số người đến ẩn ký ức và cũng chính là nguồn bán ký ức trải nghiệm có giá trị nhất. Vụ khách hàng 315 đã ổn rồi. Sau khi có lệnh soát ký ức, chúng ta đã làm rõ là cô ta không hề sử dụng dịch vụ của chúng ta mà đi làm chui cho nên bị ảo giác tinh thần. Phần còn lại đã giao cho cơ quan trị an giải quyết. Tháng sau chúng ta sẽ triển khai bộ phận tái tạo ký ức. Chị Điềm chết rồi. Dạ cái gì? Cô nói thật hả? Làm sao cô biết chị ấy chết rồi? Chị ấy báo tin cho tôi biết bằng tin nhắn hẹn giờ. Tôi đã gọi trị an. Họ xác nhận Y Điềm đã chết trong một căn hộ ở quận 3. Tôi rất tiếc Ivy. Nguyên nhân tử vong là gì? Chị ấy đã kết nối bản thân với một cỗ máy có công nghệ tương tự máy chủ của Bad Luck khi trước. Có vẻ trong quá trình hoạt động, cái máy đó đã tạo ra một luồng xung điện cực mạnh chạy qua não và đã nướng chín những gì trên đường đi của nó. Chị ấy đã chết khi cố gắng vào lại cái game đó một lần nữa. Ivy à... Thôi đi, không ôm ấp. Ok. Tin nhắn chị ấy gửi có 2 phần. Tôi chỉ xem một phần báo tin, phần còn lại vẫn chưa xem. Tôi không dám xem một mình. Tôi sợ chị ấy sẽ nói ra một sự thật nào đó khiến cho tôi hoang mang hơn nữa về nhân sinh quan của mình. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi, tôi xem với cô. Mở lên đi. Cảm ơn cô. Ivy, khi em xem tin nhắn này chắc chị đã chết rồi. Chị nghĩ sẽ không quá khó để giải thích cho em biết những gì chị đã làm. Khi trở về từ game, em cũng sẽ hiểu cảm giác của chị. Sau khi rời khỏi game, chị cũng đã nghĩ rằng sẽ chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để điều tiết lại cảm xúc và trí nhớ. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Chị không thể dứt bỏ việc mình đã từng có một cuộc đời ở nơi khác được. Nó không giống như việc em lớn lên ở một nơi và đi lập nghiệp ở nơi khác. Sau khi trở về, chị mới nhận ra là ở thế giới thực, chị không có bất kỳ mục tiêu, ước mơ hay động lực sống nào. 11 năm ở trong game là khoảng thời gian chị thực sự cảm thấy mình được sống. Yes! I feel you, bro! Yên lặng đi. Chị chắc em cũng đã điều tra ra được rồi. Chị đã mua lại cỗ máy đã hiện thực hóa Bad Luck. Nhưng chắc em không biết, chị đã mua bằng tiền tài trợ của vị kỹ sư đã chế tạo ra cỗ máy đó. Vì để tìm cách vào lại game mà không gây ảnh hưởng tới những người dùng hiện nay, chị đã rời khỏi Repton. Lúc đó người đại diện của vị kỹ sư đó đã tìm gặp chị. Khi tin nhắn này kết thúc, địa chỉ của vị giáo sư đó sẽ hiện lên đây. Nếu em muốn, có thể tới tìm ông ấy để hỏi thêm. Nhưng mà nên nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đâu. Thiết bị mà chị dùng để tái tạo lại thế giới trong game chỉ là mô phỏng của cỗ máy cũ. Nó đã bị tách đi nhiều chức năng cũ có khả năng dẫn tới lỗi hệ thống. NPC sẽ không thể chen ra thế giới thực được nữa. Thế nhưng khi sử dụng, chiếc máy mới này sẽ tạo ra một dòng điện cực lớn đi xuyên qua não người sử dụng. Thế nên khi vào lại game, tuy chị chưa biết có thành công xây dựng lại thế giới cũ hay không, nhưng cũng đồng nghĩa với tự sát. Tái tạo xong thế giới trong game, chị đã hủy cỗ máy gốc để chắc chắn rằng không thể có lỗi lầm nào phát sinh lần nữa. Ban đầu chị không định để lại tin nhắn giải thích nào cả. Nhưng khi dõi theo em, chị đã thấy em cố ghép lại cỗ máy kia từ những mảnh vỡ. Điều chị không ngờ đến, đó là em cũng giống như chị. Thế giới game đó đã trở nên quan trọng với em rồi. Cô muốn ghép lại máy sao không rủ tôi? Cô ăn mảnh hả? Có ghép lại được đâu mà ăn với chả uống. Bả mới là ăn mảnh kia kìa. Một mình bả tự ghép thành cỗ máy xong bả tự vô game rồi tự chết luôn kìa. Sao không nói đây? Đây không ghép lại máy được, mới phải mở công ty để xóa ký ức, mà còn chưa dám xóa ký ức nữa nè. Chị cũng đã nghe về công ty Loving Memory của em. Chị nghĩ là em chưa xóa ký ức về game, bởi vì nếu như em giống như chị thì ký ức đó đã trở thành một phần con người em, không thể đơn giản xóa nó đi như thế được. Đáng lẽ chị nên gặp tận mặt em và nói những lời này, nhưng chị không dám. Chị đã quá có lỗi với em. Chị không biết phải xin lỗi thế nào cho đủ. Xin lỗi vì đã bỏ em đi sớm như vậy. Không biết chúng ta có ngày gặp lại hay không. Dù sao đi nữa, chị hy vọng em hạnh phúc. Không biết chúng ta có ngày gặp lại hay không. Dù sao đi nữa, chị hy vọng em hạnh phúc. Chị ấy, ít nhất thì chị ấy cũng đã đến được nơi làm mình hạnh phúc. Bộ cô không nghe chị ấy nói là chưa chắc đã thành công sao? Vậy mà hạnh phúc gì? Rõ ràng là tự sát mà. Vậy cô có định tới gặp vị kỹ sư ở địa chỉ này không? Để làm gì? Còn chuyện gì cần tìm hiểu nữa đâu. Tôi còn phải lo đám tang cho bả nữa kìa. Công chuyện chất đống đó mà đi đâu nữa? Thực ra thì cô không đi thì tôi cũng đi. Vậy tôi xin... Tôi kêu xe rồi, đi chung đi. Ủa? Cô đừng có giận chị Điềm. Chị ấy cũng có nỗi khổ riêng. Tôi không giận bả. Tôi chỉ hoang mang vì không biết việc chị ấy làm là đúng hay sai. Từ bỏ sinh mạng của mình để chạy theo một thứ không có thật, cũng không biết là có thành công hay không. So với việc chị ấy làm thì biện pháp xóa ký ức của tôi sẽ tốt hơn nhiều. Nếu tốt hơn sao cô không làm đi? Đó là vấn đề đó. Tôi cảm thấy nếu tôi xóa đi thì tôi sẽ hối hận. Nhưng mà trên lý thuyết thì có gì để mà hối hận. Tôi quên hết rồi mà. Nếu việc làm của tôi là đúng thì sao tôi không cảm thấy chắc chắn về nó? Vậy chị Điềm chết cô không buồn hả? Có, một chút. Sao lại một chút? Tôi tưởng hai người thân lắm. Tôi quen chị ấy tới nay đã được 10 năm rồi. Trong 10 năm đó tôi thấy chị ấy cười chắc được đâu đó 10 lần. Nói thẳng ra là chị ấy sống không có vẻ gì là vui hết. Chị ấy chỉ là đang tồn tại mà thôi. Tôi cũng từng nghĩ rằng nếu có ngày nào đó chị ấy ra đi thì tôi cũng không ngạc nhiên. Nhưng ai mà ngờ là vì chơi game mà chết đâu. Cái này tôi tò mò thôi nha. Hai người quen nhau như thế nào vậy? Trong trại mồ côi, chúng tôi là hai đứa trẻ ở đó lâu nhất mà vẫn không được nhận nuôi. Hai người là trẻ mồ côi hả? Chứ không lẽ có ba có mẹ chán quá nên vô trại mồ côi chơi cho vui? Hỏi gì cũng hỏi. Ăn nói vậy hiền gì không ai nhận nuôi. Nhưng mà sao vô lý vậy? Tôi thấy hai người cũng xinh xắn và có vẻ ngoan ngoãn. Vậy thì sao không ai nhận nuôi? Tại bọn tôi xui thôi. Gia đình nào cũng có chuyện hết. Chỗ thì xung khắc với anh chị em trong nhà, chỗ thì vừa rước về hai vợ chồng đã ly dị. Đến 17 tuổi bọn tôi đã qua 4 năm gia đình, cũng quá mệt mỏi rồi nên cùng nhau ra ngoài tự bươn chải luôn. Hai người giỏi thiệt đó, là trẻ mồ côi mà có thể tự tay sáng lập ra công ty to như vậy. Không phải giỏi mà là quá giỏi. Có thể hiểu được vì sao lại hay xung khắc với anh chị em rồi. Cô tính cách của cô lúc nào cũng đặc sắc như vậy hả? Hồi nhỏ thì như vậy, lớn lên thì thảo mai hơn. Sau khi từ game Bad Luck ra thì trở lại như cũ. Tại sao? Không lẽ lời nguyền chạy từ trong game ra ngoài luôn hả? Không, chỉ là bị nguyền xong rồi mới thấy sống như vậy thoải mái hơn. Cô Ivy phải không ạ? Ông chủ tôi chờ cô lâu rồi. Xin mời. Ông chủ của anh tên gì? Tôi biết gần hết tên các kỹ sư danh tiếng hiện giờ đó. Tên của ông chủ không phổ biến lắm đâu, nhưng có lẽ cô biết những sản phẩm của ông ấy đấy. Máy quét ký ức mà bên cô đang dùng cũng là sáng chế của ông chủ. Hả? Máy đó là công nghệ của tập đoàn LEL mà. Tập đoàn đó đã mua bản quyền của ông chủ. Vậy còn máy nào là của ông chủ anh nữa? Live and One, Nutrion, SQT100. Những cái anh vừa kể là những sáng chế định hình lối sống công nghệ của thế kỷ này. Chúng đã xuất hiện cách đây 100 năm rồi mà. Tôi cũng đâu nói ông chủ của tôi còn trẻ. Vậy cậu máy đã làm máy chủ của game Bad Luck cũng là của ông chủ anh à? Đúng vậy. Ông chủ của anh làm ra một cỗ máy như vậy mà không biết nó nguy hiểm đến thế này sao? Câu trả lời nằm đằng sau cánh cửa này. Xin mời. Wow. Cái này giống y chang như máy chủ của game Bad Luck. Đây là máy của chị Điềm sao chép ra. Nhưng mà làm sao chị ấy sửa được lỗi của bản chính? Đó không phải là lỗi. Bản chính giam người dùng trong thế giới thực tại ảo, bởi vì nó được thiết kế để làm như vậy. Đáng lẽ nó được tạo ra chỉ để giam một người duy nhất thôi, đó là tôi. Ông là người đã tạo ra cái máy này hả? Đúng vậy. Ông bị què hay sắp chết vậy? Sắp chết. Sắp chết mà hơi hám rõ ràng, nói tròn dành rõ chữ ha. Cảm ơn quá khen. Hai người này nói chuyện với người mới quen mà tự nhiên như ruồi. Chị Điềm kêu tôi nên tới gặp ông trước khi quá muộn là tại vì ông sắp chết đó hả? Không, vì tôi sắp đi vào thế giới thực tại ảo rồi. Tôi biết cô có nhiều câu muốn hỏi tôi, nhưng tôi vẫn luôn có một câu muốn hỏi cô. Vẫn luôn à? Ông hỏi đi. Hồi đó? Làm sao cô biết tôi thích thằng Hoàng vậy? Hèn chi nãy mới gặp, nhìn mặt đã thấy ghét kinh khủng, không ưa nổi rồi.